Con muốn nấu ăn nha. Mấy bữa đây là thợ nấu đây, thợ nướng thịt đây. Đây là món tôm lụi nướng cả nhà. Tôm nướng ngon nha. Miền Tây à. Miền Tây tôm nướng sú nha. Mới xuống đập bắt được nha. Không quay mặt lên lại. Nướng cái lưng. Nướng cái lưng không vậy trời. Này nấu gì cho bãi? Nấu lẩu à. Lẩu chua cay à. Quên chào cả nhà hả? Đâu nhìn thấy hấp dẫn ha. Thấy em vợ cũng như tôm con nào vậy hả? Cái này hay kêu thì chào cái nhà, cảm ơn con rau đắm dỗ miền quê đó. Đẹp rồi đó, đang đỏ rồi kìa Lan. Tại vì thịt chưa ướp mà, đáng lẽ là nước thịt trước á, lửa là nước thịt trước. Rồi. Nó nói là nó hầm ta, nó không có lửa là con rửa đứt bảy mà lửa tao dày mà thịt làm chưa rồi đó. Chưa có gì hết trơn á. Khuya là nó vô sớm, nó có vô gì mà vô đó thì được đó, không có trả được. Để nướng tôm ăn vậy thôi nhặn. Rồi giờ ra mấy ông có nướng tôm hả? Cái này hồi cái đầu thịt không? Lấy miếng nước ấy rồi nó dở ra nó cho cháy à. Trở về hả? Ê đâu có dính không? Có ai chữ chưa ở ta có mã heo đâu dính. Không có chữ tao chứ. Có làm gì chữ tao. Nó vậy đó chứ nó chưa. Hồi nước bên kia mới ngon. Thử nè rồi. Chắc lấy giặt cắt làm coi. Cái bò bự chưa muốn heo tại vì người ta trong thời gian này rồi không ơi. Chờ đã. Chứ cái đó là cái chín ngon đó, còn đây là cái phụ với nướng tôm. Cắt ra làm đôi. Khô quá. Khô rồi. Nghe nghe. Vô miền Tây là phải như vậy. Là không có nghe nghe cái đi. Hôm mà đăng lên YouTube quay con bắt cắn được cái con đầu con sáp gì á, thằng kia đây. Mà bốn thằng chín cắn ra đó. Rồi đi. Cắn lại đi. Bốn chỉ ôm khói à. Rồi chín rồi đó. Dạ ngon quá. Chỉ ôm khói không? Rồi quay bữa nay ngày mai mới đăng lên phải không? Chưa chút em đăng lên đâu mà. Đang có trình diễn không? Ừ. Bên kia nó có trình diễn lại cho mình ăn hay là đăng là vậy à? Đăng lên luôn. Ừ. Cái nhà. Ở trên đây nên. Ồ, thịt ngon không? Ba cái hòm, cái khang của mình của tôi nè. Ba năm nay chưa. Còn cái hòm luôn đó. Lên cái khang đó. Lại cái khang tí thịt. Bác không được luôn. Nào nghe cũng thấy ngọn cái bài kéo dây trắng hồng nó hoài luôn á. Qua thôi. Mày nó chơi nhưng mà nó thiệt mày. Ba năm nay. Được. Được. Đây là mẹ. Đây là mẹ thứ hai. Còn mấy mẹ nữa. Mấy nó mất tiêu lội nó mất tiêu rồi vớt rồi rồi sao mẹ ăn cái mà sườn nấu bao tử mình cũng nấu xong rồi còn hôm lát cái để củ cải rõ vô luôn để mình quay ra củ cải này củ cải nó nhum thì nhỏ quá. Đi lại gần gần thấy nó vàng đẹp không?
toàn là thợ nướng không đó, mồ hôi đổ hết trơn kìa. Miếng mật ong lên nữa nó mới vàng ha. Quá trời khói tốt, mồ hôi hết trơn nè. Tiếp gì cái bấm gì cái có đồ ấy không, có cái đồ cái hũ ướp không? À, heo quay sắp chín nữa nghe, heo nướng chứ, heo nướng, heo nướng, nướng mâm. Nhiều muốn bia đó vậy là tướng sáng giờ chín nghe cả nhà, quá trời vàng luôn nè. Thêm luôn rồi, thêm thịt bò nữa, xỉn luôn à. Đám dỗ bên giường toàn là mồi ngon không à. Cái này chắc nè, này quen ngon không, ngon hơn đó không, đây ngon không, chưa thử chưa biết, thử biết liền, chưa cạo mà. Này chắc nhậu mới lấy đây là đây. Là mẹ vợ nha, trời từ trên rồi nha, xuống nhặt rồi đang múc đồ món. Mẹ tôi già. Đây là đậu tương nha cả nhà. À, lẩu tương, tiềm, xào. Cái này không biết. Cái này kêu đẩy gì chứ? Lẩu hả? Lẩu rồi cái này. Cái này à. Món này là nấu xí muội. Nấu xí muội hả? Đây. Đây đám dỗ. Cũng là vợ đám dỗ mệt trường nè, có nhiều món nữa cả nhà. Biết mình làm trà đá còn ngon, còn cái lẩu nữa, cũng đó cái đi đó, những chăn nữ trái đều hết, bắt thằng ớt thôi để vô cái dính, sao dính này hết cái gì, bị gì ta đang học để vỏ, để cái xù đó, cái giòn đó. Yeah.